lại thần sâm. Thần sâm phù hộ cho con thác này có khách. Nếu không có khách chắc con dọn ra đường con sâm luôn quá à. Dạ. Nếu mà có khách á, con sẽ sâm cho thần sâm thêm vài hình nữa. Dạ. À. Anh. Dạ, cảm ơn thần sâm. Anh cho em hỏi thăm được không? À, sao chị? Anh có phải là thợ sâm ở đây không? Dạ, đúng rồi. Anh dạ. Ơi, anh với em là ai không? Ủa, em chưa có giới thiệu làm sao anh biết được đúng không? Dạ. Em là em, là bạn thân của anh Bảy Búa. Ta nói cái anh mà hay quanh chỗ anh sống đó. Bảy Búa giới thiệu chị qua hả? Đúng rồi, hồi sáng mới đi nhiều chuyện, cái anh gọi điện kia qua gặp anh nè. Bảy Búa là khách ruột ở đây. Ta nói Bảy Búa có mấy hình xăm đẹp lắm nha. Ở đây xăm hoài. Bởi vậy mà anh sao không lịch sự vậy trơn vậy? Khách vô nhà phải mời cho người ta ngồi, bắt ta đứng. Ngồi đi chị, ngồi đi chị. Dạ, khách hàng. Dạ. Ủa, nhưng nó để nhắc nhở. Dạ, dạ. Anh. Dạ, nói nghe đi. Nè, dạ. Tao nói anh biết không, em mê xăm lắm. Ở nhà em cũng tự xăm hoài hà. Em lấy hai cây kim, em xăm bể hai cái bánh xe hoài hà. Được luôn á hả? Đó, dạ. Trời ơi, quán anh đẹp ghê, em cái bộ bị ế dữ lắm mà sao ta. Bây giờ thấy em vui được rồi. Dạ, dạ. Thôi anh cho em cuốn catalog xem mẫu đi. Em dạ, dạ. Mẫu. Đợi em xíu chị. Đây, có đầy đủ tất cả các hình luôn. Đó, màu sắc đồ hình là anh kiểu cọ rồi chị, thích hình nào là em xăm hình đó cho chị. Trời đất ơi, nhiều mẫu đẹp quá vậy. Dạ. Đó, mẫu này mới này. Ủa, trời ơi, con gì vậy anh? À, con này là con bướm bướm đó chị. Con bướm bướm gì kỳ cục vậy? Không, cái này là cái nhộng, nó chưa có thành con. Rồi chừng nào nó thành con? Chừng nào chị muốn thành con thì chị tới đem xăm thêm bốn cái cánh vô nữa thành con. Wow, dạ. Sáng tạo vậy. Dạ. Em thích nó nghe, anh xăm cho em con thằng lằn đi. Thiệt luôn á hả? Thiệt. Nhưng mà thằng lằn này nó bự lắm chị ơi. Bây giờ ấy chị xăm vô cái tay này của chị đi. Sao xăm vô tay là sao nữa? Bây giờ chị xăm vô cái tay này là cái đầu bên này, cái đuôi bên này nó loang ra hai bên vậy đó. Đó. Rồi em đi ra ngoài đường sao tao biết là con thằng lằn? Con thằng lằn chứ, bây giờ ví dụ chị muốn biết con thằng lằn thì chị khép tay vô vậy là người ta thấy con thằng lằn. Dạ. Chị muốn mà người ta không thấy con thằng lằn, chị đưa lên là con thằng lằn bị cắt đôi. Wow. Nó 3D chị có mùi nữa. Wow, thích thật. Ủa anh dạ. Nó nghe nè, hỏi dạ. Thăm xíu nha. Nghe nói anh Bảy Búa anh mới chuyển nhà gần anh nè. Ở chỗ nào vậy chị em với? Dạ, nhà Bảy Búa sát bên đây luôn chị. Sát bên dạ, chỗ nào đâu? Chị đi thẳng ra đó, cái hẻm đó không? Đó, đi thẳng vô hẻm, quẹo phải, tới. Phải không? Tao nói em với Bảy Búa thân lắm. Dạ. Mà cái đó đi thẳng về phải anh? Đúng rồi chị. Trời ơi, thì... Ê chị, đâu chị? Em nói chuyện là... Chị ơi, đâu hả? Vậy? Em đi qua nhà anh Bảy Búa. Chị, Bảy Búa đi làm mà 1 tiếng đồng hồ nó mới về. Chị ngồi đi, chị xăm xong là Bảy Búa về kịp luôn. Xăm gì? Ai xăm? Trời đất ơi, đi hỏi đường không ơi. Ai rảnh tự nhiên vô đi xăm xếp gì. Thôi đi thì nghe. Thứ gì chứ quay thứ bảy chủ nhật. Đúng em. Tất cả đều bị bao dây. Anh đứng yên đó. Ông mà giống như là tôi bắt anh liền đó. Sao căng thẳng dữ vậy anh? Tôi tới đây là để thẩm vấn anh một số câu hỏi. Mời anh ngồi. Tôi xin phép được ghi âm cuộc trò chuyện này. Tâm. Tôi sẽ hỏi anh một vài câu hỏi. Và anh phải thành khẩn khai báo. Câu hỏi đầu tiên. Cách đây một tháng, vào buổi chiều lúc 4 giờ 38 phút 25 giây, anh làm gì và ở đâu? Em không biết. Cảnh cáo anh, thành khẩn khai báo, anh làm gì, ở đâu? Ủa vậy chứ anh biết lúc đó anh ở đâu, anh làm gì không? Em ở tiệm đúng không? Em đâu đi đâu đâu, đó giờ ở đây không á. Khẳng định lại, anh ở tiệm đúng không? Dạ. Anh ở tiệm, lúc đó có một vị khách vào đây tên là Bảy Búa, đúng không? À, Bảy Búa nào, em đâu biết Bảy Búa nào đâu. Cảnh cáo anh. Không biết Bảy Búa. Thành khẩn khai báo liền, anh biết Bảy Búa không? Không. Tôi đã cho người điều tra cách đây một tháng. Tình báo của tôi đã gãi khắp khu vực này. Tôi biết Bảy Búa đang ở đây. Anh có biết Bảy Búa đúng không? Có hay không? Dạ biết. Bảy Búa đúng không? Dạ biết. Nhà nó đâu chỉ tôi đi, thiệt tình luôn á. Qua đây coi. Kiếm nó cả tháng trời nay mà không có gặp. Nó bây giờ biết nó ở khu này nè mà không biết nhà nó chỗ nào. Ủa cái gì vậy? Mày đi kiếm Bảy Búa hả? Kiếm Bảy Búa vô làm rân vậy mày? Thiệt luôn. Tư gì thiệt. Em Bảy Búa là một chị kìa nè. Giờ thấy đó không? Đi thẳng. Quẹo phải tới. Đi thẳng quẹo phải tới. Đi chỗ khác làm ăn thôi. Đâu có. Hỏi nhà Bảy Búa chút nữa mới ghé. Tới đây là để xăm.
Ủa tới xong hả anh? Ừ. Dạ. Lựa hình đi anh. Dạ. Xăm hình đi anh, lựa. Buồn lắm em ơi. Ủa anh ơi, đúng rồi. Anh buồn mà anh thấy đây xăm hình là đúng rồi. Bởi vì sao? Khi chúng ta buồn, chúng ta xăm hình lên da thịt của chúng ta, thì lúc đó da thịt của chúng ta buồn chứ chúng ta không buồn nữa. Nhưng mà anh bị bệnh. Anh bị bệnh? À, anh bị bệnh. Đúng rồi, bị bệnh mình phải xăm hình lên cơ thể của mình. Ví dụ như mà anh bệnh, anh xăm vô, lúc đó là anh dám đối mặt với cái bệnh của anh không còn sợ bị bệnh nữa. Anh mà bị bệnh tim, em sẽ xăm cho anh một quả tim ngay chỗ này. Anh mà bị bệnh bệnh loãng xương, em sẽ xăm cho anh thêm mấy cái xương sườn ngay cái hông. Đó. Còn nếu mà anh bị bệnh thêm cái xương ngay đây nữa đi đó. Đó. Là con người hai xương sống. Đó. Nếu mà bị bệnh Ebola, em sẽ xăm hình cho anh con virus Ebola. Còn nếu mà bị bệnh sinh lý, xăm cái gì? Ca này khó nè. Dạ xin lỗi anh, em đã cố gắng hết sức nhưng xin đành bó tay. Mày không biết luôn hả? Mày xăm không được luôn hả? Hả? Khó lắm anh ơi. Anh ơi, anh, thấy anh buồn em xăm cho anh con chuồn chuồn nha. Anh Quang, tất cả đứng yên, giữ nguyên hiện trường. Đây là lần cuối cùng mày thấy mặt ở trên cuộc đời này đó. Tao đâu có muốn thấy mặt mày đâu. Này cái giống gì vậy? Quang, tất cả đứng yên, giữ nguyên hiện trường. Trả tao cái điện thoại. Yếu sinh lý mà tâm lý vững vàng quá ha. Đây là lần cuối cùng mày thấy mặt tao trong cuộc đời này đó. Thiệt luôn á. Cái giống gì vậy chứ không phải giống cái giống đực. Thôi đốt phong long cái mới được coi. Bữa nào không đốt phong long là gặp cái thứ gì. Quán không có khách thì thôi, có khách là toàn gặp tào lao. Gì đó. Dạ em đốt phong long nãy em gặp tào lao không, bây giờ gặp anh. Dạ. Ý nó là gặp tào lao là gặp tôi đó hả? Không, em nói những cái thứ như những cái giống kia kìa. Ủa anh ơi, anh cho tôi hỏi. Ê anh. Trước khi tới đây nói chuyện em hỏi anh cái được không? Sao? Anh biết bảy búa không? Bảy búa là thằng nào? À, vậy là không biết được rồi, ngồi đi anh. Tôi tới đây là tôi xăm hình. Dạ xăm hình, ngồi đi anh. À, nhưng mà trước khi xăm em hỏi anh cái nữa được không? Hỏi gì nữa? Anh có bị bệnh hoạn gì không? Không, hoạn đi xăm đi, tao khỏe anh ta mới xăm. Cho tôi hỏi, anh có xăm hình 3D không? Có chứ anh, xăm hình 3D là một cái kỹ thuật rất là cao. Bởi xăm hình có lợi mực là chất lượng. Đây em giới thiệu anh, đây. Đây chính là bàn thần, đó, thần xăm của em. Em làm thờ 4 cái loại xăm để xăm 3D nè, đó xăm này là mua từ USA về đó. 500 đô một hũ. À, mấy cái hình, mấy cái hũ xanh này ha. Ôi, bây giờ là bữa nay là khui ra, bình thường á khui ra là nó sẽ bay hơi. Bữa nay là em phải khui ra, có dịp khui để xăm cho anh. Rồi, hiểu không? Khui gan vậy là coi như là phải xài đúng không? Đúng rồi, xăm 3D mà phải xăm bằng cái mực mà này. Anh ơi, anh xăm 3D mà anh xăm chứ cái mực xịn chứ vậy? Xịn chứ, cái này để lâu rồi, không có xăm, cái này là chất lượng mà đâu ai tới xăm 3D đâu, có anh tới làm xăm luôn. Khui luôn, xăm là hình lên hình liền. Không, ý anh hiểu lầm ý em rồi. Xăm 3D là xăm em nè. Là sao? Là con 3D nè má ơi. Xăm con 3D nãy giờ con gồng chết mẹ con luôn à. Em gồng muốn chết luôn á. Xăm em xăm 3D đúng không? Trời đất ơi, nói anh nghe nè. Qua giờ em suy nghĩ em đắn đo hoài luôn. Em vô mấy cái tiệm xăm gần đây toàn là đàn ông con trai không, em không có vô được. Em vô người ta quánh giá đàn bà con gái làm sao đúng không? Em để ý quán mình để ý không ma nào cho em vô. Anh bây giờ anh lỡ khui 4 chai này rồi anh xăm em cái một dùi đi anh. Cái gì? Dạ xăm một dùi. Khui 4 chai này mà xăm cái một dùi. Chứ làm sao, trời em suy nghĩ dữ lắm luôn mới xăm được cái mục dùi lên trên cái thân hình ngọc ngà của em. Lúc này anh không cản, em không cản anh được luôn á. Anh mở anh chia cho hết vậy. Bây giờ tao không cần biết, bây giờ tao xăm cho mày hết 4 cái hũ này nè. Ôi thôi ba ơi, tao xăm mục dùi, tao xăm 4 mẫu hành trái gà. Xăm mục dùi mà hết 4 cái hũ này. Ê, luôn nè. Đứng lại coi. Đứng lại.
Ngày xưa tôi như một nàng công chúa tóc mây vậy đó. Đó lấy chồng về anh thấy không? Như mẹ phù thủy luôn á. Tại vì ngày xưa quán nhìn tôi là giống như là Giang Đông Khuôn vậy đó. Tao thấy mày giống cổ Thiên Lạc hơn chứ. Hoa cá đó, nó mua cổ phiếu đầu tư bây giờ nó giàu nguy nga lộng lẫy. Căn nhà nó như một cái cung điện vậy. Bước vô một cái bụng rút chân ra liền. Sao vậy? Kiến không mà thấy cá nó bơi vẽ ở dưới lòng đất luôn á. Mà cá mập mới ghê. Tao hỏi thăm cái sổ tiết kiệm bà được nhiêu? Có 50 triệu hả? Nửa tỷ. Mà nó không cuối đầu giờ lắm. Trời ơi, em có lỗi tư nhiều. Trời ơi, móng tay sinh đôi nữa nè. Trời đất ơi, anh nhìn vào mặt em đây nè. Vậy nè. Anh vào mặt em. Mình cùng mặt ra. Ông bé bà với ông. Hả, bậy bà. Bà con cô bác ai nấy khen thầm. Ước chi ta có dâu là nàng. Ước chi ta có dâu là nàng. Đón xem Danh hài đất Việt phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 7 tháng 10 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.